Orlando con su tienda de comida plato estaba de vida con Vietnam con la niña con café de la cena thú vị thoải mái nên tôi nói mình cuộc sống Việt Nam là rất rất đơn giản và thoải mái nha. Hôm nay giới thiệu một quán cà phê, cà phê tên là cà phê 81, mọi người biết không? Là ngồi thật là tất cả địa chỉ là số 28 Nguyễn Hữu Cầu Tân Ninh nè, quận 1 nè, là bên kia là có chỗ Tân Ninh nè. À, đây là trung tâm Sài Gòn nè. Bên ngoài là ống nào. Ở đây là yên tâm được biết. Là mọi người thấy được không gian của nha. Chẳng chỉ là cửa nha, truyền thống nha. Mình nghĩ là hiện nay Việt Nam có nhiều quán cà phê như vậy nha. Hồi trước mình đã giới thiệu cho mọi người những quán cà phê á, các cà phê đó là đều truyền thống, phong cách của phong cách truyền thống nha. Cũng như là ngày xưa là chắc chắn nè, mình Nhật Bản là cũng có phong cách như vậy á, nhưng chút xíu thôi á, chút xíu thôi. Đây là nhiều người Việt Nam trẻ là thích phong cách như vậy á, đúng không? Mình thích phong cách này nha. Quán này là đèn tối, tối là ok, nhưng bên ngoài là sáng. Ra đây là giống như là tối, buổi tối nên rất thoải mái và nghỉ ngơi thì nha. Mới biết được. Tại sao biết hả? Bây giờ là chưa có Huynh hả? Khi ngày Tết năm nay lấy một cầu là gặp được may mắn em. Có thể năm nay sẽ kết hôn với ai? Là đi trường đại học, là trường đại học xã hội và nhân văn. Đầu tiên là đi học trường đại học đó, sau đó là có gia sư. Mình nghĩ nếu có bạn gái người Việt Nam thì chắc chắn là nói tiếng Việt giỏi hơn. Nhưng vẫn còn ế, tại vì là chưa gặp bạn gái học người yêu của mình chưa gặp nên cần gia sư và tự học tiếng Việt nha. Rồi là mọi người là quán cà phê này là như thế nào là chỉ hãy biết comment nha. Là để thích video này thì hãy like, share, love, subscribe, mình nói về bạn gái nên love, subscribe. Sai rồi. Là nếu tiếp video này thì hãy like, share, subscribe. Yeah, tất cả những kênh nào kéo dụng của nhóm Double. Bye bye.